Tại sao người phương Tây cao lớn hơn người phương Đông? Không cần đề cập nhiều đến những con số chi tiết, dễ dàng thấy được đa số người dân phương Tây đều có thể trạng và chiều cao vượt trội hơn nhiều so với người phương Đông. Vậy tại sao người châu Á không cao to hơn người châu Âu? Lý do gì họ có hình thể to lớn? Có phải do họ ăn nhiều? Tại sao người phương Tây lại cao lớn hơn người phương Đông? Ăn uống cũng nằm trong các nguyên do. Thường thì chiều cao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, môi trường sống, v.v. Các nước châu Âu nằm trong vành đai khí hậu ôn đới, nhiệt độ tương đối lạnh vào mùa đông và khá dễ chịu vào mùa hè. Lý tưởng hơn nhiều nếu so với khí hậu hàn đới và nhiệt đới ở những khu vực khác như châu Á. Môi trường sống dễ chịu sẽ phù hợp cho quy trình phát triển, tiến hóa hay chọn lọc tự nhiên. Gen di truyền cũng là một yếu tố tác động đến chiều cao. Khi so sánh vóc dáng người dân các quốc gia châu Âu, các nhà khoa học đều nhận thấy họ cùng thừa hưởng gen cao của tổ tiên và giữa họ có sự chênh lệch không nhiều nhưng lại vượt trội so với người phương Đông. Khoa học hiện đại cũng có đóng góp quan trọng. Nền tảng khoa học kế thừa từ khoa học tự nhiên của La Mã và Hy Lạp cổ đại đã giúp châu Âu có những công trình phát triển hiện đại về mọi lĩnh vực từ kinh tế, y học, dinh dưỡng, sức khỏe, v.v. Nhờ khoa học phát triển mà châu Âu có được những ưu thế vượt trội trong đời sống vượt qua châu Á về nhiều mặt, trong đó có ngoại hình và chiều cao. Và một nguyên nhân quan trọng nữa đó là để có được chế độ ăn phù hợp, nhiều dinh dưỡng, môi trường sống lành mạnh, có điều kiện để phát triển khoa học tự nhiên và hiện đại thì không thể không kể đến những chuyến đi của các nước phương Tây đến các nước phương Đông để biến nơi đây thành thuộc địa và đưa tài nguyên của cải về mẫu quốc. Qua đó họ có nhiều phương tiện để tập trung phát triển khoa học, con người và chiều cao cũng tăng theo đà phát triển đó. Ở chiều ngược lại, người dân các nước thuộc địa phải sống trong môi trường khắc nghiệt, điều kiện sống thiếu thốn nên phần nhiều có thể trạng thấp bé, làm cho mức chênh lệch chiều cao giữa người phương Tây và người phương Đông càng gia tăng. Nhưng trong thời đại ngày nay, khi các nước chung sống hòa bình và không ngừng giao thương với nhau, đời sống người dân ở các quốc gia ổn định hơn so với nhiều thập kỷ trước, cho nên khoảng cách chênh lệch độ cao giữa người phương Tây và người phương Đông tuy vẫn còn thấy rõ nhưng cũng đã có sự rút ngắn phần nào. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.